năm câu chuyện cuộc sống ý nghĩa có thật ngoài đời nghe xong mới biết liệu có thật gần mực thì đen câu chuyện thứ nhất ông tú dường như cái tư tưởng gần mực thì đen đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng cao sơn vô tình biến ông tú chẳng những cô đơn mà còn trở thành người cô độc trong làng đừng đi qua đó tao cảnh báo trước rồi đó mày sợ gì chứ hàng ngày bọn mình vẫn đi qua con đường đó có sao đâu ừ nhưng hôm nay thì có sao đấy mày chưa biết gì hả biết gì thì ông tú tú tù đó ông ấy mới đi tù về mẹ tao dặn đừng có lại gần ông ấy nếu không nhưng ông ấy cũng là người mà tao tin ông ấy không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu mặc cho thằng lập ngăn cản với đủ lý do thì tân vẫn mạnh dạn bước trên con đường bờ ruộng nhỏ hẹp quen thuộc dẫn lối vào dưới bóng cây hồng bì già giáp cánh đồng đây là địa điểm mà tân và hội bạn vẫn thường lui tới mỗi khi đi chăn bò nhiều nhất vẫn là mùa hè thời điểm cây hồng bì vào mùa rộ quả mỗi ngày sẽ có một đến hai đứa được giao nhiệm vụ hoặc ngồi dưới gốc cây hoặc vắt vẻo trên cành cây canh giữ an toàn cho cây suốt mùa quả chính Sáng nay, đến phiên thằng Tân làm nhiệm vụ. Vẫn như thượng lệ, nó thoàn thoát bước từng bước dài, miệng cười tí tuyết, bụng hí hững, mừng thầm. Khi nghĩ đến những chùm hồng bì căng mọng, chua thanh ngọt ngọt, sắp sửa vào vựa thu hoạch. Mãi nghĩ đến thứ quà mà cả bọn dài công canh quản, Tân quên cả lời cảnh báo của thằng Lập khi nãy. Cho tới khi chân bước hụt, cả người nằm bất động trên mặt ruộng nước loang loáng, nó kêu lên một tiếng á rồi lê hoay không biết đứng dậy thế nào đang lúc mặt mộ dính đầy bụng đất cố gượng dậy chưa xong bỗng đôi bàn tay chắc nịch nhấc bỗng nó lên rồi nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống bãi cỏ mềm một giọng nói ồm ồm cất lên cháu nhắm chặt mắt lại để ông rửa sạch bùn cho đã. tân nghe giọng lạ lạ thì lập tức trong lòng phỏng đoán đấy chính là ông tú mà thằng lập đã nói bắt nhắm tịch nghe lời nhưng tân vẫn không quên tò mò hỏi ông ơi ông có phải là ông tú không ạ à? người đàn ông tay vụt nước từ dưới ruộng lên rửa mặt rửa chân tay cho tân lát sau mới chậm rãi nói sao cháu biết tên ông dạ cháu nghe bạn cháu nói nên cháu đoán ạ à? người đàn ông không nói lại chỉ cười thành tiếng rồi vui vẻ bảo tân được rồi, bây giờ thì cháu có thể mở mắt ra. Tân hấp hái đôi mắt rồi từ từ mở ra. Dù hai mắt vẫn còn cai xè vì bùn đất, nhưng nó vẫn nhìn rõ hình ảnh người đàn ông ngồi trước mặt mình. dáng người cao to lực điền, đầu trọc nhẵn, khuôn mặt già đanh khô quắc. Ông mặc chiếc áo ba lỗ đen sắc nách, chiếc quần lửng màu cánh dáng đã sờn, để lộ hình xăm rồng phượng chằng chịch trên hai cánh tay đôi mắt của người đàn ông chằm chằm nhìn tân khiến thằng bé ban đầu có hơi run sợ nhưng sau đó thấy ông mỉm cười trìu mến ân cần hỏi han thì nó lại cảm thấy không hề sợ sệt nữa cháu cảm ơn ông đã cứu cháu không có gì đâu cậu bé cháu không sao là tốt rồi từ nay đi đứng phải cẩn thận là được tân mỉm cười dạ một tiếng rồi cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông đã giúp đỡ mình rõ ràng tân thấy ông tú rất thân thiện và dễ gần chứ không như thằng lập đã nói rằng ông rất đáng sợ sau lần trò chuyện đầu tiên tân bỗng thấy quý mến ông tú dẫu chưa biết rõ tường tận lý do vì sao ông tú lại đi tù thế nhưng nó tin ông không hoàn toàn là người xấu tân đem chuyện được ông tú giúp đỡ kể lại cho bọn thằng Lập, thằng Tăng, con tình nghe, thì đứa nào cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Rõ ràng, người lớn trong làng đều rỉ tai nhau nói thế. Nghe Tân kể về ông Tú, cả bọn đều tò mò muốn được gặp ông. Chúng hẹn nhau sau khi thành công trốn giấc ngủ trưa mà không bị người lớn phát hiện, cả bọn sẽ tụ tập tại cây hồng bì. Đúng giờ, từ nhiều ngã đường trong làng, bốn đứa đã tề tụ Cả bọn đi theo sau thằng Tân, vừa đi giọng Tân vừa chắc nịch. Kiểu gì ông Tú cũng đang ở đó. Từ xa, Tân đã nhìn thấy bóng dáng ông Tú đang ngồi dựa lưng bên gốc cây hồng bì. Nó chỉ tay về phía ấy, khuôn mặt hí hững như muốn khẳng định rằng lời tiên đoán của mình là chính xác. Rồi cả bọn vừa đi vừa chạy, thoát cái có mặt dưới bóng cây xanh mát. Ông Tú ơi, đây là các bạn của cháu. Thằng Lập, thằng Tăng, con tình, cả ba đứa lắm là lắm liếc nhìn Tân giới thiệu tên mình rồi nhìn sang ông Tú, nửa khép nếp, nửa dò xét phản ứng của ông. Ông Tú xoa đầu từng đứa rồi ra hiệu cho chúng ngồi xuống khoảng đất trống dưới bóng cây mắt rượi. Tức thì đứa nào đứa nấy miệng tí tuyết cười, ngực thở phào nhẹ nhõm. Tất cả cùng ngồi xuống quanh ông Tú thằng tân híp mí cười ông ơi ông kể về tuổi thơ của ông cho chúng cháu nghe được không ạ à? ông kể đi ông cả bọn đồng thanh bốn cặp mắt cùng đổ dồn về phía ông tú như năn nỉ như chờ đợi ông tú buông cái nhìn ra khoảng nắng giữa đồng rồi quay về phía bọn trẻ ngồi trước mặt mình mỉm cười và gật đầu ngọn gió đồng thổi qua khiến khóe mắt người đàn ông trạc ngoài 50 có gì đó cay cay. Rồi bỗng chốc, cả khoảng trời thơ ấu của ông Tú hiện về rõ một một. Ngày bằng tuổi bọn thằng Tân bây giờ, ông Tú là đứa trẻ bất hạnh. Cha mẹ ông bị xét đánh chết khi đang mò cua bắt ốc ngoài đồng giữa trời mưa giông. Khi đó, ông vừa tròn 13 tuổi, còn em trai ông mới lên 10. Cha mẹ chết, hai anh em sống vật vờ, nhờ có sớm diện giúp đỡ được một thời gian đi qua được cái tao đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, trong làng cao sơ ngãi, nhà nào cũng khó khăn, cũng đói khổ cả. Anh em ông chẳng thể cứ vịnh vào mãi sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Không muốn trở thành gánh nặng cho sớm diện, ông cùng em trai học cách tự lực cánh sinh, cán đáng nuôi nhau. Hồi ấy, ông Tú dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm chăm sóc em trai thai cha mẹ, hàng ngày hai em đi mò cua bắt ốc đổ lấy tiền đông gạo. vào mùa bất kỳ ai thuê mướn việc gì hãy làm được ông tú đều nhận. khi thì cuốc ruộng làm cỏ vắt lúa, khi thì chăn vịt, cắt cỏ hái củi ông đều thạo việc. thương em trai dù trải qua bao gian khổ ông tú cũng không quản ngại trong khi bạn bè cùng trang lứa được cấp sách tới trường thì ông tú đã phải mương chải với đủ nghề để mưu sinh những tưởng nỗi bất hạnh của anh em ông như thế đã lại giới hạn cuối cùng ai ngờ cuộc đời chẳng biết trước được chữ ngờ em trai người thân duy nhất và cuối cùng của ông cũng rời bỏ ông mà đi sau tai nạn giao thông trên đường đi học về ông tú lâm vào tuyệt vọng sự mất mát lớn lao khiến ông không còn đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong cơn bỉ cực ấy, ông đã bất cần, buông xuôi, tin và nghe theo đám người xấu vì mong muốn đổi đời, đổi vận mệnh. Ở cái tuổi ngoài 20 xuân xanh căng tràn, ông Tú đã cầm đầu băng nhóm buôn bán vũ khí và gây ra cái chết thương tâm cho bao người vô tội. Cuối cùng, ông đã phải trả giá cho sự mê muội ngông cuồng của mình bằng cái án tù hơn 30 năm. Ngày ông Tú đi tù, cả làng Cao Sơn ai cũng bất ngờ. Họ chẳng thể tin một người hiền lành như Đức, chức phát, lực điền, luôn sống và nghĩ cho người khác như ông Tú, lại dễ dàng sai chân vào con đường tội lỗi như vậy. Thế nhưng, một khi đã vướng vào vòng lao lý, thì dù sớm hay muộn, cũng phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ông Tú đi tù người trong làng lấy đó dặn dò con cháu chớ có dạy dột mà đi theo con đường ông tú đã đi nếu không muốn phải ngồi trong song sắt nhà giam để rồi mất đi cả đời người thời gian trôi đi ít ai còn nhớ ông tú đã từng là một thành viên của làng cao sơn cuộc sống của người dân quê bên trong lũy tre bờ đê gốc lúa cứ thế hồn hậu bình yên cho đến khi ông Tú trở về lại làng vào một buổi chiều chập choạng. Sự xuất hiện công Tú ở làng khiến câu chuyện hơn 30 năm về trước lại được đào xới lại. Đám trẻ con như tụi thằng Tân sinh sao để muộn được phen mất tròn mắt dẹt. Cha mẹ chúng lúc nào cũng nhắc chúng là phải tránh xa ông Tú như tránh xa cái xấu cái ác. Dường như cái tư tưởng gần mật thì đen đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng Cao Sơn. Vô tình biến ông Tú chẳng những cô đơn mà còn trở thành người cô độc trong làng. Dẫu ông Tú đã cải tạo quy chính và biết ăn năn hối lỗi nhưng vẫn chưa được nhiều người trong làng bao dung tha thứ. Bắt đầu con đường hoàng lương trên chính mảnh đất quê cha đất tổ trong chính ngôi nhà cha mẹ để lại và han em ông từng ra vào rao cháo nuôi nhau với chính cái nghề gia truyền mò cua bắt tép. Ông Tú nhận mong nửa đời còn lại của mình được sống trong yên bình. Ông Tú chẳng giấu giếm bọn thằng Tân bất cứ điều gì khi kể về tuổi thơ và nguyên do tù tội của chính mình. Ông còn ân cần bảo. Đấy, đấy là toàn bộ cuộc đời của ông 50 năm qua. Các cháu hãy nhớ phải biết nghe lời cha mẹ, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập để sau này thành người tốt, chứ đừng như ông. Lúc hối hận ăn năn thì cũng đã muộn màng. Ông Tú nhìn thấy ở lũ trẻ làng nghe lời thì vui lắm. Gần đến giờ đi văn lưới, ông Tú nhẩm dậy, tay cầm cây xào lớn dơ lên, hái liền mấy chùm hồng bì chín mọng xuống và phân phát cho từng đứa. Nghe ông bảo, cây hồng bì này có niên tuổi chẳng kém tuổi của ông hiện tại là mấy tức thì đứa nào cũng ồ lên kinh ngạc chúng lại muốn được nghe ông kể chuyện về cây hồng bì muốn biết tuổi thơ quâm có giống với bọn chúng bây giờ không ông tú cười khà hẹn lũ trẻ hôm sau sẽ tiếp tục câu chuyện thế là sau khi nhìn theo bóng ông tú xa dần giữa cánh đồng cả bọn hò lên sung sướng vừa nhâm nhi hồng bì trên tay vừa mong đợi thời gian trôi thật nhanh đến trưa mai lại được nghe ông Tú kể chuyện. Ngày nào cũng vậy, hội thằng Tân, thằng Lập, con tình cũng đều tìm đến dưới gốc hồng bì tụ hợp. Không đơn giản vì tình bạn với các cây với một quả chính mà là vì ở đó có ông Tú. Những câu chuyện tuổi thơ của ông Tú gắn với cây hồng bì và mảnh hồn làng cao sơn thân thương khiến đứa nào cũng háo hức mong ngóng được nghe, được biết. Rồi chúng nhắn nhủ nhau, phải biết yêu gia đình, bạn bè, làng xóm và cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích. Trưa nay, thằng thân đem theo mấy củ khoai luộc, thằng Lập thì đem túi mận xanh, còn tình thì mấy quả ổi chín. Chúng còn rủ thêm mấy đứa bạn trong làng vừa mới quen, trên tay đứa nào cũng tay sách nách mang lỉnh kỉnh quà này thức nọ. Gặp ông Tú, chúng đã lanh lẹ bảo. Bố mẹ chúng bảo mang theo ăn cùng với ông và bạn cho vui. Thế là dưới cái nắng rực rỡ ngày hè, dưới bóng cây hồng bì cổ thụ, ông Tú cùng đám trẻ làng lại râm ran chuyện trò. Nào chuyện xưa tích cũ, ông Tú thuộc lào, nào chuyện nảy chuyện nay, bọn thằng Tân nằm lòng. Cứ thế, tình bạn dông Tú và những đứa trẻ ngày một thêm thân thiết. câu chuyện thứ hai vòng ôm của mẹ làm ca sĩ thời gian của tôi dành cho gia đình quê hương và đặc biệt là cho mẹ ngày một ít dần mẹ hay gọi cho tôi lắm nhất là mỗi sáng mỗi chiều hỏi tôi na có đi diễn ở đâu không ăn cơm chưa bao giờ về quê thăm mẹ mẹ không trẻ nữa Tôi nhận ra điều đó trong một chiều vội vã về thăm nhà rồi đi luôn trong đêm. Mẹ bơi xuồng đưa tôi và cô bé trợ lý qua sông. Tôi ngồi trước, con bé ngồi giữa vì sợ nước, mẹ ngồi sau lái. Nhìn dáng mẹ lẫn khất trong màn đêm, chiếc áo bà ba nhăn đùm và mái tóc cuộn gọn sau lái. Tôi thương. Tràng tháng bảy sôi xuống dòng sông lấp lánh, sóng nước dập dềnh. Dòng sông quê không quá rộng nhưng nó đủ trở thành dòng ngăn cách giữa tôi và xứ sở quê hương. Ở sau lái, mẹ tôi cầm chắc máy dầm khỏa nước. Chiếc xuồng từ từ đưa chúng tôi qua sông. Tôi nén chặt nỗi xúc động trong lòng ngực, đến nỗi không dám thở mạnh, sợ cảm xúc bung ra và tôi sẽ khóc trước một cuộc xa rời trong vô vàng cuộc xa rời trước đó. Mẹ cũng im lặng. Khi gần đến bờ bên kia, mẹ tôi mới nhỏ nhẽ giọng núi tiếc. Không ở lại một đêm được sao nhi? Tôi lắc đầu, lúc này tôi vẫn chưa đủ can đảm để mở miệng. Tôi thương mẹ quá. Mất vài giây sau, khi con bé trợ lý tưởng tôi không nghe mẹ nói nên khều tay tôi, tôi mới đáp lời mẹ. Sớm mai, con phải ba ra Đà Nẵng diễn, ngày kế tiếp lại ra thủ đô, lịch kính cả mẹ à nếu không thì con đã ở lại ngủ với mẹ đêm nay rồi mẹ tôi thở dài tiếng mẹ hòa vào tiếng con sông quê đang thều thào thở mẹ tôi buồn lắm nhưng không nói ra tôi biết vì thời gian mà tôi ở bên mẹ có bao nhiêu những chuyến đi cứ kéo tôi ngày càng cách xa quê nhà và xa hình bóng mẹ già ngày đêm mong ngóng nếu không có chuyến đi diễn ở tỉnh có lẽ tháng sau tháng sau nữa hoặc khi mai vàng đu nở trước sân nhà, tôi mới trở về thăm mẹ yêu thương. Nhiều lần nghĩ lại, tôi thấy đời mình may mắn quá. Tôi may mắn vì mẹ cho tôi tự quyền quyết định mọi thứ khi tôi đã đủ tuổi trưởng thành. Ngày xưa, tôi rất mê ca hát. Mỗi chiều đi học về, lại xuống bến sông ngồi ca hát răm ran cao hứng thì hát in ỏi. Tiếng hát vang ra cả một quãng sông dài tốt nghiệp cấp 3, đám bạn của tôi mọi đứa ôm ấp một giấc mộng đẹp đứa đi học kinh doanh để sớm đổi đời vì nghe đồn rằng học kinh doanh sau này dễ dàng xin được việc làm mà thu nhập cũng rất ổn định đứa đi học du lịch vì ước mơ sau này sẽ được đi đó đi đây đừng cùng thì về quê góp vốn mở du lịch sinh thái phát triển quê mình còn tôi mẹ hỏi tôi thích gì tôi đáp gọn con chỉ thích ca hát mẹ sóc lòng khuyên tôi. Sướng ca vô rồi. xưa kia mẹ cũng là nghệ sĩ trong đoàn hát, lên đền phiêu bạc rồi cuối cùng cũng có được gì đâu. Người ta quên mất mẹ từng là một người nghệ sĩ. Tôi thương mẹ nhưng vẫn tin rằng làm nghề ca hát sẽ sống được, nhất là trong thời buổi hiện đại khi nhu cầu giải trí của mọi người rất cao. Mẹ tôi bấm bụng gật đầu Tôi nộp đơn vào nhạc viện, thi thêm vài vòng thì có giấy báo nhập học chính thức. Mẹ tôi vừa vui vừa buồn, còn xóm làng thì lời ra tiếng vào lo lắng cho tôi. Ở dưới quê thời điểm ấy, người ta vẫn nghĩ rằng sướng ca vô loại, lòng bông không ổn định. Nhưng rồi, tôi đã chứng minh với mẹ mình không chọn sai nghề. Rồi nhạc viện, tôi trở thành cô ca sĩ đi lên bằng thực lực của mình cô ca sĩ có màu giọng rất riêng, có thể hát được cả nhạc hiện đại lẫn nhạc dân gian truyền thống. Mẹ tôi vui lắm, đôi lần mẹ ngồi nhìn tôi, nghe tôi đọc một bài báo về mình, mẹ tự hào pha lẫn ân hận. Phải ngày đó mẹ nghe lời mẹ, chắc đã không có tương lai sáng lạng như hôm nay, mẹ mừng lắm, con càng thành công, mẹ càng ái nái. Tôi ôm mẹ thật chặt, âu yếm, thì mẹ cũng nghĩ những điều tốt nhất cho con thôi, chứ có làm gì sai đâu mà mẹ ái nái. Sứ mình ai cũng nghĩ sướng ca vô loại. Con thì thấy hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Mẹ xoa đầu tôi hệt như khi tôi còn nhỏ. Mỗi lần có chuyến đi diễn ở tỉnh hay rảnh rỗi, tôi lại về thăm mẹ. Đứng bên này xong ý ới gọi mẹ bơi xuồng sang đón tôi có khi tôi về cùng với con bé trợ lý, có khi về một mình. Ở thành phố, tôi được săn đón bao nhiêu, ướm lên mình bao nhiêu bộ cánh lộng lẫy, thì khi về quê, tôi vẫn là cô con gái thảo hiền chất phát của mẹ mình. Tôi mặc áo bà ba cũ, đi đi lại lại trong vườn hái rau nhổ cỏ, đi thăm xóm làng, ai cũng tắm tắt. Còn nhi ngày nào, giờ là ca sĩ, nổi tiếng quá trời, Sớm mình cũng nở mài nở mặt. Tôi cười hiền, nửa tự hào, nửa ngại ngần e ấp. Nhưng càng nổi tiếng bao nhiêu, khoảng cách giữa tôi và mẹ càng xa xôi bấy nhiêu. Một ngày, tôi xuất sai nhận ra đã hơn nửa năm rồng mình chưa về quê thăm mẹ. Tôi đi diễn trong nước rồi lại ra nước ngoài. Mọi chuyến đi như thế thường kéo dài hai ba ngày, thậm chí là nửa tháng trời ròng rã. Làm ca sĩ, tôi được cất cao tiếng hát của mình, tiếng hát nối hộ tâm trạng, nỗi lòng của bao nhiêu người. Tôi được cháy hết mình trên những sân khấu lớn, nhỏ, được tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, từ người sang trọng đến người bình dân, từ thành phố phồn hoa đến miền quê xa xôi hẻo lánh trong những chuyến đi diễn từ thiện. Và tất nhiên, tôi có thể lo lắng đủ đầy cuộc sống của mẹ tôi, xây được cái nhà tráng cái sân thuê người đắp bờ trồng cây trái những thứ đó ngày xưa tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới làm ca sĩ quỹ thời gian của tôi dành cho gia đình quê hương và đặc biệt là cho mẹ ngày một ít dần mẹ hay gọi cho tôi lắm nhất là mỗi sáng mỗi chiều hỏi tôi nàng có đi diễn ở đâu không ăn cơm chưa bao giờ về quê thăm mẹ tôi thường ít khi cầm máy, mỗi khi ngồi trang điểm sau cánh gà hay đi chụp ảnh quảng cáo, tôi đều đưa điện thoại cho con bé trợ lý giữ giúp. mẹ gọi con bé bắt máy. có khi hàng tháng mẹ vẫn chưa nghe được giọng của tôi, chỉ biết cuộc sống của tôi như thế nào qua lời kể của con bé trợ lý. có lần con bé trợ lý nói với tôi một câu là nói đùa thôi, nhưng lại khiến tôi giật mình nước mắt rưng rưng. Chị Nhi, riết rồi không biết mẹ là mẹ của chị hay là mẹ của em nữa, ha? Tôi đính người. Con bé nói đùa, nhưng lời nói như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng. Trời ơi, càng thành công, tôi càng thấy mình cách xa mẹ quá. Bao lâu rồi tôi không được nghe giọng nói hiền lương của mẹ. Bao lâu rồi tôi không được ôm mẹ vào lòng được mẹ xoa đầu, được cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ vòng ôm nồng nàn của mẹ. Bao lâu rồi? Lòng tôi xe sắt. Sau buổi diễn, tôi lui vào cánh gà trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả và sự đợi chờ của phan hâm mộ ngoài cổng nhà hát. Trong thế tôi, con bé trợ lý hất hải báo tin. Chị Nhi ơi, mẹ chị bệnh, bác hàng xóm bảo chị về gấp Tôi miếu máu nhìn Di, tay rung rung. Cái vẻ kiêu hãnh của cô ca sĩ trên sân khấu đã biến mất. Tôi trở thành cô gái đáng thương trong sự xuất xoa phi quanh và hỏi han của ekip. Em ơi, mẹ chị, mẹ chị có sao không? Mẹ ơi! Tôi có thể về ngay, nhưng sực nhớ ra còn một tiết mục ở sân khấu xa xôi ngoài vùng ngoại ô. Hợp đồng biểu diễn đã ký, khán giả đã đến đông đủ, và đợi chờ giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Lưu Nhi. Lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được nỗi đắng cay của một người nổi tiếng. Cách xơi chục triệu hay những tiếng reo hò tán thưởng, giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi nữa. Em ơi, chị phải làm sao đây? Tôi bất lực nhìn con bé trợ lý, nước mắt làm trôi đi lớp mắt cúp của tôi. Chị, chị về quê đi, về đi chị. Con bé chục, Tôi sững sờ còn hợp đồng bộ biểu diễn bỏ đi chị ơi đừng cùng thì mình đền hợp đồng đền bao nhiêu cũng được chị sẽ còn hát nữa mẹ thì chỉ có một mà thôi tôi khóc mướt con bé trợ lý ôm chậm lấy tôi động viên chúng tôi đi thẳng ra xe và bắt tài xế điều khiển chiếc xe bốn chỗ ngồi xé màn đêm mưa gió về quê nhà xa lắc trên xe tôi thầm cầu nguyện đất trời cho mẹ tôi được bình yên. Cho dù có phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp của mình, tôi cũng bình thản chấp nhận. Cửa phòng bật mở, tôi thấy mẹ nằm trên giường bệnh, yếu xìu, mẹ xanh xao và gầy guộc quá, khiến tôi không kìm được nước mắt. Mẹ đã thấy tôi rồi, cô con gái của mẹ. Cô ca sĩ nổi tiếng, nay về, úp mặt vào bầu ngực mẹ, tìm hơi ấm thở ban sơ mọi thứ vật chất xa hoa hay sự nổi tiếng đều không đáng kể bằng một khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Dù đôi tay ấy giờ đây xanh xao và một tay đang truyền nước. Mẹ ơi, con gái đã về với mẹ rồi đây, con sẽ ở lại bên mẹ cho đến khi mẹ khỏi bệnh, mẹ mau khỏe nha mẹ. Mẹ tôi cượng cười, dù chỉ là nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt trắng bệch vì mất sức nhưng đã đủ để sưởi ấm lòng tôi. Nín đi con, mẹ không sao. Con về, mẹ mừng lắm, mẹ sẽ khỏi bệnh ngay mà. Tôi gục đầu bên mẹ, liêm diêm, hệt như ngày xưa nằm ôm mẹ ngủ một giấc say xưa, mặc kệ đất trời có xoay vần biến đổi. Tôi thì thào kể cho mẹ nghe những câu chuyện vui, kể về một chuyến đi, kể về giấc mơ tôi thấy mình còn là cô gái sống quanh quẩn với ruộng đồng. Lâu lâu lại níu áo mẹ đi bộ sang nhà bà ngoại, ăn bánh chuối hấp nước cúc dừa béo ngày ngày. Ba hôm sau, mẹ tôi rời viện, chúng tôi trở về căn nhà bên bờ sông quê êm đềm. Hàng xóm sang hỏi thăm mẹ tôi đông lắm. Đêm, khi khách đã vãn, tôi ngồi bên cạnh mẹ tôi dịu dàng và triều mến. Tôi thủ thỉ. Mẹ ơi, vợ con chẳng cần gì ngoài cuộc sống bình yên ấm áp ở quê mình có mẹ là điều tuyệt vời nhất của con những thứ khác có cũng được không có cũng chẳng sao còn chỉ cần mẹ thôi mẹ tôi cười xoa đầu tôi cảm giác sung sướng và hạnh phúc chạy dọc sống lưng tôi mẹ nói con phải thực hiện những giấc mơ của mình chứ mẹ chỉ cần con nhớ đến mẹ và quê hương Tôi gật đầu, rực nhớ bài thơ mẹ dạy thở tôi còn bé xíu, rằng quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Tôi ôm mẹ, mẹ choàn tay ôm lấy tôi vào lòng, vòng ôm ấm áp, hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản và thiêng liêng như vậy thôi. Câu chuyện thứ ba, thương nhau là đủ. Sư thầy kể rằng, đã nhặt được Linh và Hùng vào hai buổi sáng khác nhau. Nhưng lạ thay, trời đều mưa tầm tã. Khi gà dân vừa gái sáng, chó cắn ầm ỉ cả đoạn đường dài. Sư thầy nghe tiếng trẻ con khóc, liền trở mình thức giấc đi ra cổng chùa, thì nhìn thấy chiếc làng nhựa đã ướt sũng vì mưa. Linh và Hùng bị người thân mang bỏ trước cổng chùa, cả cơ thể tím tái vì mưa lạnh. Bên trong hai chiếc làng nhựa là ít tả lót và tờ giấy ghi ngợt ngoạt họ tên. Cứ thế, hai người lớn lên trong chùa Bồ Đề, cùng được sư thầy dạy chữ, học cách làm người. Đã có lúc, Hùng nói với Linh, lớn lên Hùng sẽ đi tìm cha mẹ. Linh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bầy chim di trú vừa bay ngang qua bầu trời. Tự nhiên, Linh nghĩ rằng, lớn lên mình sẽ làm những cánh chim di trú bay về khắp muôn nơi. Bởi vì những đứa trẻ mồ côi không có gia đình thì lấy đâu ra chốn dừng chân. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà nước mắt Linh đã lặng lẽ lăn trên gò má. Trên bầu trời đàn chim vẫn ba thành hình chữ V nhịp nhàng và nỗ lực. Hùng bảo cứ vào mùa đông nhìn lên bầu trời cao chúng ta có thể nhìn thấy những đàn chim bay về phương Nam tránh rét. Linh hỏi tại sao chúng lại bay thành hình chữ V mà không phải bất cứ một hình thù nào khác. Hùng nằm xuống thảm cỏ, ngước lên bầu trời thảm xanh. Nhìn theo đàn chim bay, giờ chỉ còn là chấm nhỏ trên nền trời và bảo. Đơn giản, vì khi bay thành hình chữ V thì chúng dễ hỗ trợ nhau. Bởi lực vỗ cánh của mỗi con chim sẽ tạo ra một lực đẩy cho con chim bay trước nó mỗi khi con chim đầu đàn cảm thấy đuối sức nó sẽ bay lùi về phía hai bên và một con chim khác sẽ tự động bay lên thay thế vị trí dẫn đầu trong suốt chuyến bay đàn chim kêu to để động viên con chim đầu đàn luôn giữ tốc độ bay của nó và khi một con chim vì quá mệt hay bị thương mà rơi xuống thì vài con chim khác sẽ cùng rơi khỏi đàn và bay xuống đất để bảo vệ bạn mình khi nào con chim kia khỏe lại thì chúng sẽ cùng tiếp tục lên đường chúng không khi nào bỏ rơi nhau loài chim mà sống thật tình nghĩa thế có khi nào chim bố mẹ bỏ con không như con người ấy à chắc là không đâu lũ chim con chỉ bị mồ côi khi chim bố mẹ đi kiếm ăn gặp thợ săn hay qua một đêm bão dông cây cối đổ khắp nơi bố mẹ chúng mình liệu có còn sống không lớn lên Hùng sẽ đi tìm bố mẹ Tìm cả cho Linh nữa Rồi hai đứa thở dài Nghe từng tiếng lá rơi trong sân chùa Mà lòng buồn rượi Dù không nói ra Nhưng đứa nào cũng biết Đứa kia đang nhớ nhung một hình ảnh xa vời Một ký ức không có thật Và những hy vọng quá đổi mong manh Hằng ngày Nhà chùa vẫn có khách đến viếng thăm họ là những nhà hảo tâm đến cho mì tôm, tiền bạc hay quần áo ấm. Đôi khi, những vị khách chỉ tạc qua, thưởng ngoạn cảnh chùa để lòng tĩnh tâm, thanh thản, rồi lại lặng lẽ ra đi. Bao giờ, khi thấy khách ghế thăm, sư thầy và những đứa trẻ nơi đây đều nhiên lên một niềm hy vọng rằng, biết đâu trong số họ sẽ có người đến đây để tìm lại giọt máu của mình sau những phút giây tuổi trẻ đầy nông nổi. Nhưng rồi, vẫn chẳng có đứa trẻ nào được bố mẹ đón đi. Khách đến đây thăm nhìn chúng thở dài, thương xót, rồi lại khuất bóng trên những con đường. Đôi lúc Linh hỏi Hùng. Chúng ta có phải là trẻ mồ côi không cậu? Hùng không trả lời, hai đứa lại nằm ngửa cổ, gối đầu lên tay giữa thảm cỏ vườn chùa. Thi thoảng Hùng cũng hát, những bài hát rất buồn mà chẳng biết Hùng học lỡm được ở đâu cho đến một hôm hùng bảo cần phải học một cái nghề gì đó dắt lưng thì lớn lên mới mong chu du thiên hạ tìm người thân được linh hỏi biết học nghề gì bây giờ hùng đúng đỉnh bảo con trai thì học mọc con gái học mai có hai nghề này trong tay chắc không lo đói thế là hai đứa xin sư thầy cho đi học vừa học việc vừa làm nên không mất tiền lại được nhà chủ thương tình nuôi cơm ăn hai bữa Linh học mai ở xa thường ở lại cả tuần cứ đến chủ nhật Hùng lại mượn đâu được cái xe đạp lên đón Linh về chùa rồi đến tối lại chở đi vào thời gian này hai đứa không còn thời gian nhìn lên bầu trời chờ đàn chim di trú đi qua nữa cũng chẳng còn rõ rãi gì để tính những chuyện xa xôi nhưng cả hai đều biết mình cần cố gắng Đến năm hai người đều tròn 18 tuổi thì cũng là lúc học được nghề dắt lưng làm vốn. Một hôm, hai đứa về lại tạ sư thầy xin được ra ngoài đời lập nghiệp. Của hội môn của sư thầy cho hai đứa là ít tiền vốn dắt lưng và chiếc làng nhựa đựng vài chiếc tả lót ố vàng. Khi Linh áp vào ngực, vẫn còn thấy cái cảm giác lạnh thấu xương trong lời kể của sư thầy về một đêm mưa tầm tả. Linh muốn đi đến nơi đâu? tùy hùng hùng thở dài lần đầu tiên khi nói về hành trình tự do cậu lại lưỡng lự nhiều như thế cũng giống như những con chim non khi được chăm sóc trong một chiếc lồng thì cứ khát khao bầu trời tự do bay nhảy ngoài kia đến khi được tung lên bầu trời thì những cái vỗ cánh ban đầu bao giờ cũng vừa sung sướng vừa hụt hẫng chúng luống cuống không biết rồi sẽ phải bay về đâu trong bầu trời bao la thăm thẳm như đọc được những suy nghĩ ấy của Hùng. Linh vỗ về bằng niềm hy vọng mơ hồ, rất đổi mong manh. Đi đến một nơi nào đó có một người đủ tình yêu để giữ Linh ở lại. Kể cả Hùng cũng nên vậy. Lúc ấy mình sẽ dừng chân như những bầy chim di trú tìm thấy mảnh đất trú đông. Điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình là một vùng nông thôn ở miền núi phía Bắc. Tại đây, hùng xin vào làm cho một xưởng mộc chuyên đóng giường tủ linh thì vào làm cho xưởng mai tư nhân với mức lương đủ để tạm hài lòng vào những ngày ít việc hai đứa chở nhau đi lang thang hai đứa đứng lờ ngờ ở cổng chợ phiên người qua kể lại trăm vẻ ưu tư trên mặt léo xéo chuyện hể hả cười chợ tan hai đứa lại đi hết ra bến đò ngóng bên lỡ bên bồi lại ra ga ngồi hàng giờ chờ tàu về đàn dơi nhập nhọn đi kiếm ăn, tiếng ếch nhái kêu gọi bạn ầm đồng. Hai người đã đi qua không biết bao nhiêu vùng đất, những xưởng mọc, xưởng may, cũng không nhớ đã qua bao nhiêu cái chợ phiên, bến đò và sân ga vắng khách. Vẫn chiếc xe đạp lũng liễn làng nhựa đựng tả lót trẻ con và những buổi chiều buồn tên vô vọng, mãi miết như loài chim di trú. Đã 8 năm trôi qua, hùng thành một người đàn ông vạm vỡ mắt sâu đêm nỗi buồn ngút ngất còn linh khi mang mảnh gương bé xíu ra sôi bỗng giật mình khi nhận ra thời gian đã lướt qua khuôn mặt quá nhanh trong đêm khuya tiếng trẻ con khóc thét lên tiếng bà mẹ nào giật mình tỉnh giấc nợn niệu con nghe vừa cay đắng vừa ngọt ngào đến lạ linh tưởng như muốn chạm vào tiếng khóc trẻ thơ cũng muốn được ôm đứa trẻ vào lòng muốn được hát ru muốn một buổi chiều lúc ngồi sau xe hùng linh chợt người thấy mùi mồ hôi nồng nằm, nằm phả ra từ cái áo lót trắng đã bắt đầu thủng lỗ chỗ vì vác gỗ trong sưởng mộc linh nhận ra mình đã dựa vào tấm lưng ấy suốt 8 năm rong ruổi hết mảnh đất này đến vùng miền khác đã ngủ gục trên vai hùng trong buổi chiều tàn bên những sân ga không còn nhớ nổi tên đã ngồi sau xe hùng những lúc buồn phiền để được chở đi khắp nơi để chỉ im lặng bên nhau như hai chiếc bóng nếu một ngày nào đó một chiếc bóng không còn tồn tại nữa thì liệu linh có còn đủ sức để rong ruổi nỗi buồn đây đó nữa hay không Thì thoảng linh vẫn bắt gặp những đàn chim di trú bay thành hình chữ v trên bầu trời đầy nhịp nhàng và nỗ lực đã có lần hùng bảo đàn chim bay như thế để hỗ trợ cho nhau bởi lực vỗ cánh của mỗi con chim sẽ tạo ra một lực đẩy cho con chim bay phía trước hai người cũng vậy suốt bao nhiêu năm vẫn mãi miết đi bên nhau như thế để tìm một hạt mầm hy vọng đến bây giờ thì linh nhận ra rằng cái mảnh đất bình yên bấy lâu cô kiếm tìm chính là bờ vai của hùng bờ vai vẫn đượm mùi mồ hôi nồng nồng nhưng lại luôn là chỗ dựa vững chãi nhất cho linh vậy tại sao lại cứ rong ruổi như loài chim di trú tại sao lại cứ phải kiếm tìm hy vọng dù biết là ảo ảnh bất chợt linh nhìn hùng thủ thủy linh đã tìm thấy người đủ tình yêu giữ chân mình rồi ai vậy không trả lời linh nhẹ nhàng dựa vào bờ vai hùng và thầm nhủ rằng mảnh đất trước sẽ là mảnh đất cuối cùng trong hành trình di trú. Câu chuyện thứ tư, món quà vu lan. Mẹ còn nhìn thắc mắc nhưng tôi không nói thêm. Tôi muốn chính con gái sẽ kể với bà nội chuyện nó tình cờ gặp mẹ trên chùa, rằng nó hạnh phúc vì được tặng quà vu lan cho mẹ như ba bạn nhỏ khác. Con bé đẩy ào cửa, lao vào giật điện thoại trên tay mẹ, Mẹ đừng nói chuyện với ông già đó nữa, được không? Chiếc điện thoại choảng xuống đất, vỡ mặt. Nàng nhìn chiếc điện thoại tiếc nuối cuộc trò chuyện đang mùi mẫn, nói rằng Ai cho phép con hổn? Lần này là lần đầu mẹ tha, tái phạm sẽ trả giá. Câu trả lời của con bé là dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mẹ rồi bước đuổi đuổi về phòng đóng sập cửa. Ngồi ở phòng khách, nghe tiếng sụt ruột của con tôi tê tái gan ruột hôn nhân có người thứ ba xuất hiện mất trọng tâm khó đỡ những ảo tưởng tha thiết nhất đã tiêu tan mất mặt là cảm giác đáng sợ tôi đơn phương đâm đơn dù lòng còn lướng vướng nghe tin này ba tôi ông giáo đức cao vọng trọng bị dội ba gọi về long trọng nói hàng tỷ lý do để thuyết phục rằng thân nam nhi không được làm chuyện phủ phàng bỏ vợ nhưng tiếc rằng tôi chỉ có thể tha thứ một lần chứ lần nữa thì lòng tự trọng bị xúc phạm đành chịu mang tiếng xấu rõ ràng nàng như khiêu khích không chút ái nái thảm hại hơn còn tỏ ra kiêu hãnh với thói hư của mình bắt đầu hôn nhân cái chi cũng muốn nhập nhưng khi đối diện tờ a 4 tại tòa thì cái gì cũng muốn chia nhà cửa trẻ hay. Con chung hai đứa tách đôi, thằng cu còn nhỏ đương nhiên theo mẹ. Bé chị học lớp 8, muốn được sống với bố. Tôi hơi kinh ngạc, con bé bảo ở với mẹ, ông già kia sẽ tới nhà thường xuyên, nó sợ. Trời đất, con bé già hơn tôi nghĩ, vì con chọn mình nên tôi lại thấy thương hơn trước. Không ai nói, nhưng bé phiền đổ tại mẹ, gia đình mới tan đàn sẽ nghe. Ngài dọn đi, nó ráo hẳn, im lặng, lượm lặt tất cả như muốn xóa sạch dấu vết trong ngôi nhà đó. Nếu chỗ ngồi mang đi được, chắc nó cũng đem theo. Nhà nội thường về, nhưng chỉ để chơi, giờ về ở thành chỗ mới. Được ở với bà nội thì yên tâm rồi. Một con vật cũng được yêu thương, đó là tính cách trước nay không đổi. Nhưng tôi lo nhiều, thân gà trống nuôi con công việc bề bộn cộng thêm sự cách biệt về giới khi con gái vào kỳ trổ mã. Sợ con cô đơn, ấm ức sau đổ vỡ của người lớn rồi sa đà vào Internet, lưu lỏng với bạn bè hay cái gì đó tương tự mà nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ đã dính. Nhưng giám sát con hết ngày này sang ngày khác là một việc bất khả nên nỗi lo càng nhân đôi. Nhưng mọi sự dễ dàng hơn tôi tưởng. Con gái bắt nhịp nhanh với quê nội, đi học và tham gia sinh hoạt Phật tử tại ngôi chùa nhỏ gần đó. Chùa có từ hồi tôi mới đẻ, nhưng nay được sang sửa nên thay đổi nhiều. Không phải tinh liền mà trước đó tôi có lên chùa dầm ngó. Khi chứng kiến trò chơi đường tới vườn lam do huynh trưởng cùng các anh chị trong đội thiếu nam thiếu nữ tổ chức, tôi rất ưng lòng. Trước mắt các em là màn hình và những câu hỏi bên dưới có sẵn những phần quà. Câu hỏi không chỉ trong phạm vi Phật giáo mà có đầy đủ các kiến thức thuộc về môn học. Đó là minh chứng hoàn toàn thuyết phục để tôi đồng ý cho con xem đó là gia đình. Những thanh niên nhiệt tình mang tâm Phật tổ chức điều đặn cho các em nhỏ nhiều chương trình bổ ích, chú trọng rèn kỹ năng sống. Dù tôi đã đồng ý cho con sinh hoạt, nhưng cậu Hân, huynh trưởng gia đình Phật tử rất chu đáo, mỗi khi có chương trình gì đều xin ý kiến tôi cho bé viên tham gia hứa sẽ chịu trách nhiệm tôi rất yên tâm cho con gái theo sinh hoạt hy vọng phật pháp sẽ làm hiền lại những cơn loạn tuổi mới lớn trước vu lan cả tuần con gái thủ thủy ba ơi vu lan mỗi bạn trong đội anh vũ phải tự làm một sản phẩm có chương trình gì hấp dẫn hả con còn trong vòng bí mật nhưng con nghĩ chắc sẽ có cuộc thi, bạn nào đạt giải sẽ được tham gia trại do hội Phật giáo tỉnh tổ chức, chẳng hạn. Ba nghĩ con nên làm gì? Ngột con có năng khiếu vẽ mà sao mình không trổ tài vẽ một bức tranh? Trúng ý, con gái phấn chấn, tôi động viên nếu làm tốt, ba sẽ có quà. Liền sau đó, cả tuần, con bé cứ chui vô phòng đóng cửa. Tôi triều, đang sáng tác món gì mà ra vẻ trời không biết đất không hay. Con bé chỉ cười rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. Một buổi chiều, bé viên ăn cơm xong lật đật thay đồ lam lên chùa. Lúc về, đi thẳng lại bàn làm việc của ba. Tôi dựng bút hỏi. Có gì không con? Không phải mỗi bạn làm một món quà để thi mà để tặng. Càng tốt, đó cũng là cách thể hiện lòng yêu thương. Nhưng con bé chỉ nói một tiếng rồi im bặt biểu cảm như sắp khóc bình tĩnh nói ba nghe đó là chương trình dân hoài cho mẹ ngài vu lan tôi hơi sững đây là tình huống tôi chưa lường dù có lạnh nuốt lả thì trái tim cũng tan chảy khi thấy con ngồi rưng rưng không để con gái phải buồn thêm một giây nào nữa tôi bảo con sẽ tặng món quà đó cho nội Xưa này, bà bất hiếu Chưa có vu lan nào tặng quà cho bà nội Này con thay ba làm điều đó Chắc là nội sẽ rất vui Phương án này có vẻ hợp tình hợp lý Nhưng con bé lại buồn rũ Lặng lặng về phòng Cả ngày hôm đó Tôi không tài nào tập trung cho công việc Đôi mắt thăm thẳm của con Cứ dần vần trong tâm trí Tôi biết con gái chưa thể bộc bạch gan ruột với bố ca này còn khó hơn những bài toán sau. Chiều đi làm về, tới nhà đã thấy mẹ ngồi chờ ngay cửa, không giấu được vẻ xót xa, mẹ nói. Còn bé vẽ mẹ. Tôi khá bất ngờ. Sao lại mẹ? Nói nhiều lần nói ghét. Đúng là bố không hiểu tâm lý con gái. Nói ghét không đồng nghĩa con bé không yêu mẹ. Người hoài thai ấm bồng đút mớm có chăng tình cảm mẹ con hơi xa cách lúc mẹ nó lầm lạc thôi. Còn bé nói với nội, ban đầu cũng không tính vẽ mẹ, nhưng khi bà giá vẽ ra, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ như hiện sẵn trên tờ giấy, như thế chỉ cần lấy bút đồ theo thôi. Dừng để thở dài, mẹ tiếp, cũng một năm rồi còn gì, còn liệu mà tính. Tôi cũng không hiểu nổi mình lỗi tại tôi quá yêu nàng. Yêu từ cái lần thấy nàng ngửa mặt, hất tóc ra phía sau, và tôi bắt gặp giọt ngọc trước từ đôi mắt đẹp. Nàng như một thiên thần sầu muộn. Không dễ gì chinh phục, tôi chấp nhận mọi sự ống ẹo đỏng đảnh, tệ hơn cả sự phủ phàng, sai khiến. Phải làm cho nàng tin, trên đời này có một thằng đàn ông sẵn sàng chết vì nàng. Tôi tự tin nghĩ Bằng việc chịu trách nhiệm giọt máu trong bụng Thì dù không yêu Nàng cũng ít nhiều hàm ơn Chỉ cần vậy Tôi bằng lòng với hạnh phúc Nàng chỉ vì trả ơn mà chịu ghép đôi Nhưng mọi ấm ức Như quả bơm bùng nổ Và cái lần tôi thấy nàng và gã Dắt vô quán cà phê Rồi lại thấy mắt họ long lanh Bước ra từ nhà nghỉ Đem con của nàng đi Tôi hành động như thể cợt mang mồi về núi tôi cấm con chờ Facebook, Zalo vì sợ liên lạc với mẹ. Độc ác cũng được. Đau khổ của cô có thấm gì với nỗi nhục cấm sừng của tôi. Tôi muốn cô cũng bị những trận giày vò tàn khốc như thằng ngốc tôi đây. Bao dung ư, tôi nhường. Tôi không muốn làm người cao cả nữa. Nhất định phải chia rẽ hai mẹ con. Đó là cách duy nhất để tôi vớt vát sĩ diện. Một năm, cố chạy ra vùng lầy quá khứ nhưng tôi bị đóng đinh trong sầu muộn không quên được người đàn bà có giọng nói êm như tiếng sáo và khuôn mặt thiên thần mỗi lần nhớ nàng lại thấy nụ cười rất ngọt ngào của nàng lúc đi bên người đàn ông đó tôi tê tái nhưng giờ thì sao tôi muốn đập đổ một trận tan tác để nghiền nát quá khứ tội tàn nhưng cũng chỉ biết ngồi trầm ngâm sau cuộc trò chuyện với mẹ tôi căng thẳng cực cùng sức tế nhị mẹ chỉ nói con tự liệu hóa ra cả năm rồng tỏ ra gan góc không bao giờ mở miệng hỏi mẹ chỉ vì sợ chạm vào vết thương của bố con bé còn nhỏ nhưng rất tinh ý trời ơi con gái ai cho phép con phải chịu đựng như vậy tôi đã làm gì với tôi với con gái tôi thế này tối nay con cứ mang món quà của mình về chùa dạ thôi món quà của con nếu tặng cho bà nội thì nó sai sai làm sao á tối nay bà nội có việc đột xuất nên ba chở nội đi công chuyện con cứ về chùa một mình lúc chiều anh hân có trao đổi với ba về buổi lễ vu lan chương trình có điều chỉnh đồ chỗ nên con cứ yên tâm lên chơi với bạn bè bà nói rõ hơn đi sẽ có phần thi cho các bạn trong độ anh vũ những món quà có điểm cao sẽ được chọn giao lưu với chùa bạn, cũng trong chủ các hoạt động tháng 7 của gia đình Phật tử. Con gái nghe xong, vui vẻ diện đồ lam như tên trộm sợ bất quả tang nó rón rén ôm bức tranh được bọc cẩn thận đi. Tôi ngồi nhìn theo, cười thầm trong bụng. Mẹ thấy tôi vui vẻ coi tivi thì hỏi sao lại định kế hoạch để bà nội về chùa cùng con bé. Tôi trả lời lấp lửng để bé viên đi một mình cho trọn vẹn mẹ còn nhìn thắc mắc nhưng tôi không nói thêm tôi muốn chính con gái sẽ kể với bà nội chuyện nó tình cờ gặp mẹ trên chùa rằng nó hạnh phúc vì được tặng quà vu lan cho mẹ như bao bạn nhỏ khác và tôi cũng không thể thổ lộ với mẹ hy vọng đang nhen nhóm trong tôi hy vọng món quà ngài vu lan sẽ thức tỉnh những đức hạnh còn nằm sâu trong trái tim người mẹ còn nhiều lầm mê Câu chuyện thứ năm Tìm về với yêu thương Bà Nhị loạn troạn suýt ngã nhào giữa sân khi hàng xóm báo tin tự con trai bà đã bị công an bắt vì tội đánh bạc. Cũng mà lúc ấy thằng cu sáng, cháu nội của bà, con trai của tự từ đâu chạy tới đưa hai tay đỡ lấy bà. Bà Nhị từ từ ngồi xuống bậc thềm. Từ hai con mắt bơ phờ khô khốc dần rỉ ra hai giọt nước trên khuôn mặt hao gầy, đôi gò má cao, từng nếp da nhăn nhúm trong đến tội nghiệp. Thấy bà nội khóc, sáng kéo vạt áo của mình lên lau nước mắt cho bà. Bà nhị ôm cháu vào lòng, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, kể từ khi tự ngồi tù vì trò chơi đỏ đen, mái tóc bà nhị theo đó cũng đã điểm thêm nhiều sợ bạc và cũng rụng rơi nhiều dần. Khuôn mặt gầy sợp càng khiến đôi gò má bà nhô cao thêm. Tấm lưng vốn cong như con thuyền, này chẳng khác nào dấu chấm hỏi, chơ vơ giữ bảo dông cuộc đời. Đồ tài thêm chai sạn, đôi chân thêm nước nẻ. Bà nhị vẫn lặng lẽ chắc chiêu từng chút yêu thương, thai con chăm sóc đứa cháu nội bé bỏng. Thanh xuân của bà nhị không đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa. Trong khi bạn bè của bà lũ lượt theo chồng, thì bà vẫn chăn đơn gói chiếc. Cũng chỉ vì gò má cao mà nhà nhà, người người đều từ chối nhận bà về làm con dâu. May mắn, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với bà, cho bà gặp người đàn ông của đời mình khi tuổi đã cận kề hàng băm. Ông Hoạt ngày ấy cũng ngăn tuổi với bà. Gặp bà Nhị, ông Hoạt thật lòng yêu thương bà. Bởi vì tình yêu chân thành nên ông đã cãi lời cha mẹ, tự ý đi đăng ký kết hôn với bà rồi hai vợ chồng khăn gối xa quê biển biệt. Sau 10 năm xa quê, một ngày, người làng thấy bà Nhị dắt theo đứa trẻ khoảng 9 tuổi về lại làng, trông giống ông Hoạt như hai giọt nước. Còn ông Hoạt thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy trên tay bà Nhị ôm khư khư chiếc hộp được bao bọc kính mít. Hỏi ra mới biết, ông Hoạt bị ngã giàn giáo và chết khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng. Chiếc hộp bà Nhị ôm chính là tro cốt của chồng. Bao năm trôi qua, bà Nhị vẫn luôn dây dứt, ân hận và tự dày vò bản thân vì cho rằng chính mình đã gây nên cái chết của chồng. Bà tự nhủ, giá như ngày trước, ông Hoàng không thương bà, không cưới bà, có lẽ ông sẽ không chết và có lẽ bà sẽ không phải mang cái danh sách chồng mãi đến tận bây giờ từ khi chồng mất bà nhị chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đi bước nữa bà ở vậy thay chồng nuôi con dẫu thiên hạ vẫn không ít lời gièm pha dè biểu bà vẫn âm thầm chịu đựng nhớ lời trăn trối của chồng trước khi nhắm mắt rằng sinh ra ở đâu thì muốn được về nằm ở chỗ ấy rồi thì khi còn sống ông hoặc cũng từng nhiều lần nói với bà lỡ sau này ông có đi trước bà thì mẹ con bà hãy trở về quê mà sống, vì không đâu cho bằng quê mình. Bà nhị thu xếp mọi việc, rồi hai mẹ con đưa ông về quê. Cha mẹ con hoạt đã mất từ lâu, họ hàng biết tin, đến mắng nhiếc xị xói bà. Họ đem hũ tro cốt con hoạt về chôn cất nhang khói. Họ nhận tự là máu mũ ruột rà, nhưng kiên quyết không nhận bà làm dâu con. Bà nhị lặng lặng chỉ biết chấp nhận chỉ cần tự được công nhận là bà mãn nguyện rồi. Còn bà, bà đâu có được cưới sinh, cũng đâu có được nhà chồng công nhận. Bà không lấy đó làm buồn. Thay vì thế, bà lấy niềm vui của con làm niềm vui của chính mình, nhận thiệt thòi về mình để vung vén chăm lo cho con. Sau khi học xong lớp 12, tự không học lên mà xin làm ở xưởng đá mỹ nghệ cuối làng. Tự bảo với bà Nhị, là muốn ở gần bà để chăm sóc, bù đắp, báo hiếu cho bà. Bà nhị nghe con trai nói mà thấy mắt lòng mắt dạ. Thời gian đầu, tự chăm chỉ làm việc, tiền lương hàng tháng nhận được, tự điều đem về gửi mẹ để trang trải cuộc sống. Mấy năm sau, tự lấy vợ, vợ tự cũng làm chung xưởng đá với anh. Cô là người tốt tính nên bà nhị rất ưng bụng. Hai người quen và yêu nhau khoảng 2 năm thì nên vợ nên chồng khi con dâu sinh thằng cu sáng, bà nhị thấy con trai mình càng tu chí làm ăn, biết lo lắng cho gia đình thì càng an tâm. Thế nhưng, đường đời vốn có nhiều lối rẽ, mà không phải lối rẽ nào cũng tốt đẹp như ta mong ước. Bị đám bạn xấu lôi kéo, tự nhẹ dạ nên chẳng mấy chốc mà xa vào cờ bạc. Tự bỏ việc ở xưởng đá, tối ngày chỉ tụ tập ăn không ngồi rồi cá cược đỏ đen bà nhị khuyên nhủ thì tự làm lơ vợ tự ngăn cản thì tự chuỗi bới còn thượng cắn chân hạ cắn tay với cô khiến cô nhiều lần muốn ôm con bỏ trốn bà nhị thương con dâu giận con trai nên đêm nào bà cũng cầm đèn pin đi khắp làng tìm con về thế nhưng cờ bạc một khi đã ngắm sâu vào máu thì con người ta khó mà từ bỏ bao nhiêu vốn liếng tiền bạc tiết kiệm trong nhà cứ lũ lượt đỏ nó theo tự ra đi. Hết tiền đánh bạc, uống rượu, tự bắt vợ đưa cả số tiền dành dụm để nuôi con cho hắn. Vợ kiên quyết không đưa, tự chửi rủa đập phá đồ đạc, đấm đá vợ, rồi hùng hổ bỏ đi vai mượn kẻ này người kia để thỏa sức đam mê. Cứ thế, tự trượt dài vào vũng bùn đen do chính mình tạo ra. Cứ thế, ngày nào cũng hai ba nhóm người tìm đến nhà đồ bà nhị trả nợ. Bất lực vì không cảm hóa được con trai, bà nhị đành ngậm ngùi chấp nhận con dâu đi xuất khẩu lao động. Bà nhị phần vì không muốn con dâu phải chịu thêm cảnh bị thằng con trai của bà đánh đập hành hạ, phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không biết suy sợ thế nào để có tiền trả số nợ lên đến hàng trăm triệu cho con trai. Chị con dâu bảo, sang đó làm việc hàng tháng cô sẽ gửi tiền về cho mẹ chồng để bà chăm sóc thằng cu sáng đồng thời trả nợ dần cho chồng nói rồi nước mắt ròng ròng chị hôn lấy hôn để lên trán lên má con trai đang ngủ để tạm biệt thằng bé chị nắm tay mẹ chồng gửi gắm mộ việc nhà cho bà sau đó phục chạy giữa đêm tối bà nhị đứng vịnh cửa bần thần nhìn theo bóng dáng con dâu vừa ái nái, xót xa, vừa dằn vặt cắn rứt lương tâm. Từ ngày vợ vắng nhà, tự càng xa lầy hơn vào tệ nạn. Thằng cu sáng còn bé tí, mỗi lần thấy bố nó ngật ngưỡng về nhà sai khước, miệng lầm bầm chữa rủa Kiểu gì nó cũng sợ giận tóc gái, ba chân búng cẳng đi tìm bà nội để được bảo vệ. Lớn lên một chút, nó nói với bà nội rằng, cháu không ghét bố cháu chỉ ghét rượu bia và cờ bạc thôi. Vì rượu bia và cờ bạc mà bố thành ra thế này. Cháu mong bố thay đổi. Cháu nhớ mẹ và mong mẹ nhanh trở về nhà. Bà nhị xót thương cho cháu nội còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu tổn thương chỉ vì có một người bố tệ bạc. Bà ôm cháu nội vào lòng vỗ về an ủi. Càng thương cháu, bà càng giận con trai. Bà thấy mình có lỗi phong hoạt vì đã không dạy dỗ được con nên người. Bà cảm thấy mình bất lực trước tình cảnh hiện tại. Ngài tự bị bắt vào tù, bà nhị vô cùng khổ tâm, nhưng ngẫm lại, bà nghĩ, thà cứ để tự vào tù, trả giá cho điều sai trái đã làm, biết đâu rồi sao con sẽ hoàn lương, sẽ thay đổi. Suốt mấy năm tự ở tù, bà nhị và thằng cu sáng vẫn đều đặn đến thăm anh. Bà kể cho tự nghe chị con dâu mỗi khi điện về nhà cũng đều hỏi thăm sức khỏe của anh. Số tiền tự nợ người ta suốt mấy năm qua, con dâu cũng đã tích cớp và trả cho họ gần hết. Sáng thì mong bố nhanh về, vì bạn học lúc nào cũng trêu chọc thằng bé cô bố đi tù. Tự nhìn con trai rồi nhìn mẹ già tội nghiệp, lòng không khỏi ngậm ngùi ăn năn Nghe con trai bảo, bà nội dạo này hay mệt, tự mới nhìn kỹ mẹ mình Bên ngoài, bà luôn mỉm cười và động viên tự, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt bà, tự cảm nhận rõ nỗi buồn phản phức. Khi ngồi trong bốn bức tường của nhà tù, anh mới nhận ra tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho anh, sự quan tâm hy sinh của vợ đối với anh và biết con trai cần anh đến nhường nào. Vậy mà chính anh lại nở nhẫn tâm phá nát điều thiêng liêng ấy chỉ vì ma men, cờ bạc tự chất vấn chính mình, anh tự nhủ sẽ quyết tâm hoàn lương, quyết tâm làm lại cuộc đời. Mỗi lần không có bạn chơi cùng, sáng lại tìm bà nội, năn nỉ bà kể về mẹ cho nó nghe. Hằng ngày, thấy bạn bè có mẹ đến trường đón về, lại được mẹ mua cho que kem, quả ổi, cái bánh. Sáng ước gì, mình cũng có mẹ ở bên. Bà nội từng nói với sáng, mẹ sáng đi làm tận tích bên nước ngoài, tháng nào cũng gửi tiền về để bà nội lo cho sáng. Bà còn khuyên sáng phải ngoan ngoãn, rồi mẹ sẽ nhanh về. Những đêm hè, hai bà cháu thường trải chiếu giữa sân, bà rủ rỉ với sáng đủ chuyện. Bà kể về tình yêu của bố mẹ sáng ngày trước, kể về giây phút hạnh phúc khi cả nhà sắp sửa đón sáng chào đời. Bà nhắc lại những kỷ niệm vui hồi bố sáng chưa nghiện rượu, đánh bạc, hồi mẹ sáng còn ở nhà. Bà an ủi sáng, rồi một ngày nào đó, gia đình sáng sẽ được đoàn viên. Sáng sẽ được mẹ mua kem, được mẹ dẫn đi học, sẽ được bố dạy cho tắt cá, tập bơi thả diều. Sáng cười hiền lành, khẽ gật đầu, rồi tựa vào lòng bà. Chính những điều kỳ diệu bà kể đã giúp sáng từ từ đi vào giấc ngủ ngon. Rồi, chị con dâu của bà Nhị cũng trở về sau hơn 3 năm đi xuất khẩu lao động. Thằng cu sáng sung sướng vì được gặp lại mẹ. Nó bám lấy mẹ như Sam. Nó nắm chặt tay mẹ, năn nỉ. Mẹ đừng đi xa nữa, mẹ nhé. Thương con giàu vất vả nhiều năm nơi xứ người. Giờ chứng kiến cảnh hai mẹ con hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Bà nhị không kìm nén được xúc động, vội quay đi, nâng vạt áo lên, lao nước mắt. Còn mấy tháng nữa, mới tròn 5 năm ở tù, nhưng tự được đặc xá trước thời hạn, vì đã cải tạo tốt. Tự về nhưng anh không bảo cho mẹ và vợ con biết. Đứng ngoài ngõ trong vào, tự thấy vợ đang lúi húi giặt giũ ngoài bờ giếng. Thấy con trai cùng mẹ già đang ngồi nhặt ra bên thềm. Tự nhiên, khói mắt tự cai xè. Giọt nước mắt ăn năn mộ màng, cứ thế, lăn dài trên má tự. Sau phút ngập ngừng, tự lấy hết can đảm bước vào cổng ngõ quen thuộc. Nhìn thấy con trai, bà nhị bước thấp bước cao chạy đến ôm chậm lấy con sáng thấy người đứng trước mặt mình là bố thì liền chạy ào tới lao vào vòng tay của bố khóc nức nở vợ gặp lại tự cứ thế lặng im không nói chỉ nhìn tự bằng cái nhìn bao dung độ lượng thứ tha bà thế hệ trong gia đình nhỏ bé cứ thấy đứng ôm nhau rưng rưng nước mắt bữa cơm gia đình mừng đón con trai trở về bà nhị thấy lòng khắp khởi nhìn ngắm từng khuôn mặt yêu thương trái tim bà nhị sau những tháng ngày ủ ê giờ đã rộn ràng trở lại đúng như người ta vẫn bảo ở đâu có yêu thương ở đó có gia đình hạnh phúc niềm hạnh phúc của bà nhị chỉ cần bình dị thế thôi